nhà Anh Linh xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị, cô chú, anh chị của mình trong buổi live ngày hôm nay. Vui lòng chia sẻ nhiệt tình và yêu cầu những cái khúc mà các anh chị thích cho hai chị em nha. Anh chị ơi. Khi nắng xuân sáng lời một ngọt ngọt thầm thì anh bước sang ngang chờ đợi cho một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì, đâu phải do em chuyện tình mình mà là vì anh đã trao ai dòng lời chàng đầy cầu kỳ. Vì ai, vì ai. Na 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 na. Xin cảm ơn Quỳnh Ngọc ạ. Trong sớm mơ.
hello chị yêu Hòa Lê, Huyền Vũ, Đạt Phạm, Bích Ngọc. Chào tất cả các anh chị ruột, không bỏ sót một ai. Kim Quế, Thúy Nguyễn, Mận Gai. Tới đi chị ơi. Cảm ơn các anh chị, nhớ là chia sẻ cho hai chị mới linh hơn nha các anh chị yêu. Cảm ơn. Đừng quên yêu cầu bài hát. Còn những anh chị nãy giờ em thấy mua hàng nhưng mà để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị. Không có số điện thoại là em không có chúc đơn cũng như là gửi hàng cho mình được đâu. Cho nên mua hàng vui lòng để lại số điện thoại giúp em luôn ạ. Anh về xóa tan đi cơn mưa sạch tâm tôi. Câu kinh xưa giờ đây rối xa. Nhớ là chia sẻ cho hai Diễm Linh một lượt chia sẻ nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều ạ. Hoặc là các anh chị nào muốn mua hàng thì cũng phải để số lại cho em nha. Không có số là em sẽ không liên hệ được đâu. Có một câu nói hoài luôn mệt chết luôn anh chị. Đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy dáng anh trong vòng tay. Cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Dáng em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn tôi mãi đứng giữa nơi này ngóng chờ. Ok, cưng lên Ngọc. Từ đây theo anh đi về nơi xứ xa.
mơ thấy. Sớm em trong vòng tay, còn tôi mãi đứng giữa lời này nóng chờ. Sáng anh mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dấu nhân gian cuồng quay, còn tôi mãi đứng giữa nơi này ngóng chờ. Từ đây theo anh đi về nơi xứ xa.